Ở trong pháp đó tạo nghiệp như vậy chẳng tạo nghiệp khác. Trụ tâm chưa đủ, trụ tâm chẳng tán loạn, trụ tâm chuyên nhất, trụ tâm siêng tu, trụ tâm quyết định, trụ tâm chẳng biến đổi, tư duy như vậy, tạo nghiệp như vậy, rốt ráo như vậy. Ở trong pháp đó tạo nghiệp thanh tịnh, chẳng tạo nghiệp nhiễm ô, trụ tâm vì pháp chưa đầy đủ, trụ tâm chẳng tán loạn, trụ tâm chuyên nhất, trụ tâm siêng tu hành, trụ tâm quyết định, trụ tâm chẳng biến đổi. Bồ Tát tư duy như vậy, tạo nghiệp như vậy, rốt ráo như vậy, tức cũng là pháp môn tu hành, đều làm đến cực điểm. Phật tử, Đại Bồ Tát không nói khác làm khác, mà nói như thật làm thật. Tại sao?